Top 3 chiếc xe đạp đắt nhất thế giới mà có thể bạn chưa biết. Top 3. 24K Goldman's Racing Bike. 9,1 tỷ đồng. Tất cả mọi thứ từ tay lái đến bánh xe và ghế ngồi đều được phủ vàng 24K. Không chiếu sáng hơn mặt trời, người lái còn cảm thấy siêu thoải mái nhờ ghế bọc da tốt và cũng được trang trí bằng kim cương và đá quý khác. Sở hữu mẫu xe này là mơ ước của rất nhiều người, tuy nhiên mức giá 393.000 đô la Mỹ, 9,1 tỷ đồng, thì không phải ai cũng có khả năng chi trả. Top 2. Jack Madon, 11 tỷ đồng Một tác phẩm nghệ thuật của công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực đua xe đạp, chiếc xe đạp đua Jack Madon trị giá đến 11 tỷ Việt Nam đồng. Với khung xe siêu nhẹ làm từ sợi carbon cao cấp, Madon mang lại sự kết hợp tối ưu giữa độ cứng cáp và độ nhẹ nhàng. Top 1. 24K Gold Extreme Mountain Bike, 23 tỷ đồng Được thiết kế và ra mắt bởi Hill Power, đây là chiếc xe đạp đắt nhất thế giới trên thị trường có giá 1 triệu đô la khoảng 23,3 tỷ đồng. Với khung làm bằng vàng nguyên chất 24K, chiếc xe đạp này không chỉ là một phương tiện mà còn là một tác phẩm nghệ thuật.